Xin chào toàn thể cô chú anh chị em đã trở lại kênh YouTube của Xế Đèn 8. Em là Trọng Xe Đẹp đây. Thì cũng đã mấy hôm rồi cũng chưa có chia sẻ báo giá những cái mẫu xe mới về. Thì hôm nay sẽ lên cho các bác một loạt cái mẫu xe tải tầm tiền từ 100 triệu nhá. Những cái mẫu xe tải từ tải nhỏ từ 5 tạ, 7 tạ, 8 tạ cho tới những cái dòng xe K2700, K3000 từ thùng bạt cho tới thùng kín. Và chúng ta sẽ cùng đến chi tiết giá của từng mẫu xe các bác nhá. Trước tiên là sẽ đến từ những cái mẫu xe dòng xe Taco Towner. Trước mắt cô chú anh chị em đây là một cái mẫu xe Taco Towner 750, tải là 650 kg, đời 2016. Chiếc xe này thì nguyên bản của nó thì chưa có điều hòa. Chiếc xe này thì hiện tại người ta đã làm thêm điều hòa rồi, trang bị thêm điều hòa cũng như là lót sàn rồi. Và mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải biển số 99C22761 này với cái mức giá là 110 triệu đồng. Chiếc xe này cứ có đăng kiểm rất là dài, còn đăng kiểm tới tháng 12 năm 2023. Với hiện tại đối với cái mẫu xe đời 2016 này, hiện tại đang là đăng kiểm là 1 năm một lần các bác nhá. Đăng kiểm 1 năm một lần đấy. Và em đã có hình ảnh rất là chi tiết cho mẫu xe tải này rồi. Các bác có thể vào các fanpage là Trọng Xe Đẹp cũng như là Đạt 88 để chúng ta có thể thêm hình ảnh cũng như là video review chi tiết về mẫu xe này các bác nhé. Mức giá là 110 triệu đồng và thời điểm cuối năm này sẽ có những mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhé. Đó, Taco Towner 750 đời 2016, tải là 650 kg các bác nhé. Đó, cái xe này thì cũng rất là cơ bản thôi, với nội thất là ghế bọc da, chưa bọc da đấy, ghế với nguyên bản, ghế nỉ nguyên bản, chân nỉ nguyên bản đấy, có trang bị có lắp thêm điều hòa đây rồi, một chiếc điều hòa con rồi đây đấy. Và sàn thì lót sàn sắt rồi các bác nhé. Các bác về chở hàng, đi hàng nhẹ nhàng êm ái luồn lách thì hãy cân đối cái mẫu xe tải này. Đó, 110 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo cũng là một cái mẫu xe tải Taco Towner nữa, biển số 29C86035. Đây cũng là một cái mẫu xe Taco Towner, tải cũng là 650 cân. Cái tên gọi của nó là 750 các bác nhé. À, em này lên 800 rồi. Thì em này là đời 2017 này, em này là Taco Towner 800. Thì tải của nó sẽ được tải là 9 tạ các bác nhé, tải 9 tạ. Đấy, dòng này sẽ là dòng lưng tải rồi, đời 2017. Và cái mức giá đặt anh em chia sẻ cho mẫu xe tải này đời 2017 với cái mức giá là 125 triệu nhé, 125 triệu đồng. Chiếc xe này thì người ta cũng có trang bị điều hòa rồi. Đấy, chiếc xe này cũng có trang bị thêm điều hòa rồi. Điều hòa là lắp ngoài các bác nhé. Điều hòa là lắp ngoài, nguyên bản của dòng xe này là không có điều hòa. Đấy, nguyên bản là không có điều hòa. Đăng kiểm của mẫu xe này thì còn từ tháng 10 năm 2023. Và mức giá đang được chia sẻ cho chiếc xe này với mức giá là 125 triệu, 125 triệu đồng. Và mẫu xe này thì đã được trang bị đầy đủ rồi. Các bác có thể là kết nối với em để có thêm hình ảnh chi tiết hơn về mẫu xe này. Và em sẽ có video chia sẻ riêng về mẫu xe này sau các bác nhé. Đó, Taco Towner 800, tải 9 tạ đời 2017, đăng kiểm từ tháng 10 năm 2023, có trang bị đầy đủ điều hòa lắp sàn, với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này với mức giá là 125 triệu các bác nhé, 125 triệu đồng cho mẫu xe tải này. Đó, ok. Tiếp tới đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái mẫu xe biển số là 14C32558. Đây là một cái mẫu xe Taco Towner 800, tải 9 tạ đời 2021 các bác nhá, đời 2021. Mẫu xe này thì đăng kiểm từ tháng 8 năm 2023. Đấy, và hiện tại những cái đầu này thì vẫn là đăng kiểm là 1 năm một lần các bác nhá, 1 năm một lần. Và mức giá đang em chia sẻ cho mẫu xe đời 2021 này với cái mức giá là 160 triệu nhá, 160 triệu đồng. Đấy, 160 triệu các bác nhé. Chiếc xe này thì cũng chưa có điều hòa, vẫn là nguyên bản. Chiếc xe này người ta chỉ có quạt gió này, đài FM này, và sàn thì cũng đã có lót sàn rồi, sàn nó xoáy nốc rồi. Với nội thất là ghế thì vẫn là ghế nỉ nguyên bản nhá, vẫn là ghế nỉ nguyên bản này. Đấy, đây tổng thể xe đây, một cái mẫu xe nhỏ gọn, luồn lách dễ cho các bác. Và xe thì cam kết cho anh chị em là không đâm đụng va chạm gì cả nhé, đụng va chạm gì cả. Và mức giá đang được em chia sẻ cho các bác trong thời điểm này với cái mức giá là 160 triệu nhé, 160 triệu. Và hiện tại em đang có 3 mẫu xe để cho anh chị em tham khảo và lựa chọn các bác nhé. Đó, ok. Tiếp tới đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe mới về nữa đây. Ngoài đây chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái mẫu xe Kia K2700 nhé. Kia K2700 đời 2011. Ngày hôm qua thì em đã có video chia sẻ chi tiết về hai cái mẫu xe K2700 đời 2011
thùng bạt và thùng kín rồi. Mỗi xe thùng kín này thì em đang báo giá và chia sẻ với cái mức giá là 180 triệu nhá. 180 triệu. Chiếc xe này thì đã có gì? Trang bị đầy đủ điều hòa. Sàn thì là sàn sóng rồi nhá, sàn sóng nguyên bản. Đấy. Ngoài ra thì có thêm cả cam hành trình cũng như là cam lùi. Đấy, cam hành trình cũng như cam lùi đầy đủ rồi nhá. Đấy, điều hòa thì ok rồi. Điều hòa thì điều hòa, em nhớ không nhầm chiếc xe này điều hòa nhà công ty thì phải, điều hòa công ty nhá. Em có vừa chia sẻ có video chia sẻ báo giá chi tiết cho mẫu xe này hôm qua xong. Mức giá là 160 triệu các bác nhá. Xin lỗi các bác, là 180 triệu cho mẫu xe này. 180 triệu cho mẫu xe này các bác nhá. Kia K2100 đời 2011, đầy đủ điều hòa, sàn còn rất là đẹp. Đó, 180 triệu cho mẫu xe K2100 đời 2011 thùng kín. Hiện tại thì nói với dòng thùng kín thì em đang có 4 mẫu, 2 mẫu K2100 đời 2011 này, 1 mẫu K190 thùng kín và 1 mẫu Kia K140. Em sẽ chia sẻ những cái mẫu thùng kín đấy cho các bác sau các bác nhá. Đó. Mức giá 180 triệu cho mẫu xe này. Đó, ok. Tiếp tới đây em vừa về thêm một cái mẫu xe Kia K3000 đời 2011 nữa. Và chiều nay sẽ có hình ảnh chi tiết cho mẫu xe này. Mẫu xe biển số 89C88001 Kia K3000 đời 2011, tải là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn, đầy đủ điều hòa, lót sàn. Và mức giá đang được em chia sẻ trong thời điểm này với cái mẫu xe này, với mức giá là 215 triệu đồng các bác nhé. 215 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy, 215 triệu. Đây, với nội thất là ghế bọc da này, trần nỉ nguyên bản này. Đấy, anh chị em mà quan tâm mẫu xe này có thể kết nối trực tiếp Zalo với em. Em sẽ gửi hình ảnh và thông tin chi tiết hơn cho từng mẫu xe. Và sẽ có những cái video review chi tiết mẫu xe này như mẫu xe này các bác nhá. Đó, ok. Kia K3000 đời 2011, tải là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn, đầy đủ điều hòa, lót sàn. Mức giá là 215 triệu đồng các bác nhá. 215 triệu đồng cho mẫu xe này. Đó, ok. Tiếp tới ra phía ngoài đây sẽ là những cái mẫu xe mới về, sẽ chia sẻ những cái mẫu xe mới về trước các bác nhá. Kia K125, đây là một mẫu xe đời 2015 các bác nhá. Đời 2015. Và cái mẫu xe này em cũng có chia sẻ rất chi tiết rồi. Và mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 250 triệu nhá. 250 triệu đồng cho mẫu xe Kia K125 đời 2015. Đầy đủ điều hòa cũng như là lót sàn rồi. Em đã có quay video rất là chi tiết, review rất là chi tiết về mẫu xe này rồi các bác nhé. Máy móc còn nguyên bản. Với nội thất là ghế bọc da này. Với nội thất là ghế bọc da trần nỉ nguyên bản nhé. Ghế bọc da trần nỉ nguyên bản. Trang bị thêm đầy đủ là đài FM này, điều hòa các thứ nào. Ok. Điều hòa chiếc xe này là một chiếc xe có điều hòa công ty rồi, trang bị điều hòa công ty rồi các bác nhé. Đó. 250 triệu đồng cho mẫu xe này. 250 triệu đồng các bác nhé. Kia K125 đời 2015. Đấy, đời 2015. Hiện tại thì đối với dòng xe Kia K125 đời 2015 em đang còn khoảng tầm 3 đến 4 mẫu nhá. Màu xanh nào cũng có nhá, xanh bộ đội cũng có, mà xanh dương thì chưa có. Có màu trắng các bác nhá, có màu trắng. Đấy. Kia K125 đời 2015, mức giá là 250 triệu đồng nhá. Ok. Quay ngay phía bên này đây, chúng ta cùng đến với cả một loạt xe Kia K140. Hiện tại Kia K140 đời 2014 đang có cái mức giá là 260 triệu nhá, đang có hạn mức giá là 260 triệu. Hiện tại em đang có 3 mẫu đời 2014, mẫu xe biển số 29 này là một này. Đấy, cũng có video chi tiết về mẫu xe này rồi. Mẫu xe biển số 21 này cũng là một mẫu xe Kia K140 đời 2014. Và cái mẫu xe biển số 88 đây cũng là một mẫu Kia K140 đời 2014 các bác nhá. Đấy, cũng là một mẫu xe Kia K140 đời 2014 và cùng cái mức giá là 260 triệu đồng nhá. Cùng mức giá là 260 triệu đồng. Anh chị em mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe này thì vui lòng kết nối với em ngay. Đó. Ngoài ra chúng ta cùng đến với cả thêm những cái mẫu xe tải 2,4 tấn, biển số 21C02730, Kia K165 đời 2015. Hiện tại đối với những cái mẫu xe đời 2015 tải 2,4 tấn thì đang có cái mức giá là 295 triệu đồng. 295 triệu đồng. Thời điểm này là thời điểm có mức giá cực kỳ êm, cực kỳ mềm để các bác có thể sở hữu xe trong thời điểm cuối năm này các bác nhá. Và mức giá cực kỳ tốt. Trong thời bọn em sẽ chỉ làm việc trong khoảng tầm hơn chục ngày nữa là sẽ nghỉ Tết. Nên là anh chị em mà đang quan tâm về những cái mẫu xe này thì nhanh tay kết nối với em để em có thể đặt cọc, có thể chốt xe và sở hữu xe với mức giá ưu đãi các bác nhá. Với mức giá ưu đãi. Đó, ok. Tiếp tới đây là đấy, em xin được báo giá một lần nữa mẫu xe này nhá. Kia K100 đời 2015
tải 2.4. Tất cả những cái mẫu xe này đang được em báo giá chung cái mức giá là 295 triệu nhá, 295 triệu đồng đó. Ok, tiếp tới đây là một cái mẫu xe biển số 34C22796 Kia K3000 đời 2012, tải trọng là 1.4 tấn hạ tải xuống 1.1 tấn, đầy đủ hòa, lót sải inox, bạt mới, đăng kiểm cũng còn rất là mới, đăng kiểm còn tới tháng 2 năm 2023. Các bác mà quan tâm về mẫu xe này có thể là kết nối với em để có cái mức giá hợp lý hơn nhé. Và mức giá này chia sẻ cho cái mẫu xe đời 2012 này với cái mức giá là 225 triệu đồng các bác nhé, 225 triệu đồng cho mẫu xe biển số 34C22796 Kia K3000 đời 2012 các bác nhé. Đó, ok. Ra phía ngoài đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả thêm một cái mẫu xe Kia K2700 đời 2011 các bác nhá, đời 2011. Và ngày hôm qua em đã có chia sẻ về cái mẫu xe này rồi. Ngày hôm qua em có chia sẻ về cái mẫu xe này rồi, đã có video review rất là chi tiết về mẫu xe K2700 đời 2011 này rồi. Và mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này với mức giá là 190 triệu nhá. 190 triệu đồng để các bác quan tâm kết nối với em ngay. Ngày hôm qua đã quay rất chi tiết và kỹ càng rồi. Đấy, 190 triệu và mức giá còn thương lượng nhá. Mức giá vẫn còn thương lượng. Tải là 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Cụ thể ở đây là 950 kg nhá, 950 kg. Kia K2700 đời 2011 tải là 1 tấn 25 hạ tải, mức giá 190 triệu. Sẽ có những cái mẫu xe cùng đời nhưng cái mức giá là hợp lý hơn. Đấy, mức giá hợp lý hơn, các bác có thể kết nối với em. Đó, ok. Tiếp theo đây và phía trong đây chúng ta cùng đến với thêm một số cái mẫu xe thùng kín này. Mẫu xe thùng kín Kia K125. Đây, Kia K125 các bác nhá, thùng kín này. Đấy, mới về xong. Mẫu xe ở đây có thêm một cái mẫu xe Kia K140 nữa. Đây cũng có một cái mẫu xe Kia K140 đời 2014. Và cái mức giá đang được chia sẻ cho cái mẫu xe đời 2014 này nó rơi vào mức giá là 235 triệu nhá, 235 triệu đồng cho mẫu xe thùng kín biển số 99C22591. Đây, cái mẫu xe này các bác nhá. Đó, các bác mà quan tâm thì có thể kết nối với em. Ngoài ra thì còn rất là nhiều sự chọn cho các bác, tầm tiền nó trải dài từ khoảng tầm 170 cho tới 300, 350, tất cả các loại xe dòng xe Kia từ K2700, K3000, K140, K165 các bác nhá. 235 triệu đồng cho mẫu xe biển số 99C22591 các bác nhá. Đó, ok. Ở bên trong này thì phía sau này còn rất là nhiều những cái mẫu xe nữa, màu trắng cũng có, màu xanh cũng có, nhưng cái không gian nó chưa được hợp lý lắm, em sẽ chia sẻ sau các bác nhá. Đó, ok. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe thùng lửng ở phía ngoài này đây. Mẫu xe biển số 20C02115 là một cái mẫu xe Kia K3000 đời 2012, đời 2012. Và mẫu xe này đang em báo giá với cái mức giá là 220 triệu nhá, 220 triệu đồng. Đấy, thùng lửng đang có rất là nhiều. Đấy, kế bên thì là một cái mẫu xe dòng xe Hyundai Porter. Hyundai Porter đời 2012. Cái mẫu xe này thì đang được em báo giá với cái mức giá là 285 triệu nhá. 285 triệu đồng cho mẫu xe này. Biển 88C07030. Hyundai Porter 2 đời 2012. Đấy, mẫu này thì là một mẫu xe dòng xe máy điện, máy 133 các bác nhá, lên 6 số rồi. Đó, ok. Đây, bây giờ sẽ đi vào phía bên trong này đây nhá. Đấy, đây là một cái mẫu xe Kia K165 đời 2017. Hiện tại đời 2017 em đang còn 3 mẫu đời 2017 và đang em báo giá chung cái mức giá là 345 triệu đồng các bác nhá. Cùng cái mức giá là 345 triệu đồng. Đấy. Quan tâm mẫu nào thì nhắn tin với em. Đó. Trong đây chúng ta còn đến với thêm một cái mẫu xe nữa. Một cái mẫu xe, đây trong này có thêm những cái mẫu xe là K. Đây, mẫu này là một mẫu xe K3000 này, K165 đời 2015 này. Đây là có một cái mẫu, đang có rất là nhiều những cái mẫu xe K165 nhá. Đang có một mẫu này, đây là đời 25 này, mức giá là 295 triệu đây. Vừa về cái mẫu này nhá, vừa về mẫu này. Đấy, cũng vừa về xong và sẽ có hình ảnh chi tiết cho các bác sau. K165 đời 2015 với cái mức giá là 295 triệu đồng. Đấy. Tiếp tới là một cái mẫu xe K3000 đây. Đây là một cái mẫu xe K3000 đời 2008 nhá, biển số 30S. Thì cái mẫu xe này em có chia sẻ về video chi tiết của mẫu xe này rồi. Các bác có thể tham khảo lại hoặc là kết nối trực tiếp với em sẽ tư vấn chi tiết hơn. Đó. Mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe này
Đó, 208 với cái mức giá là 185 triệu nhá. 185 triệu đồng. Đó. Ok. Thì ngoài ra còn rất là nhiều những cái mẫu xe nhá. Còn rất là nhiều những cái mẫu xe cho các bác tham khảo nữa. Đấy. Đây, trong này rất là nhiều này. K3000, K165, đủ các tầm tiền, các tầm giá. Anh chị em đang tìm xe như thế nào? Đang có nhu cầu tìm xe như thế nào? Thể vui lòng nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại được ghi trên hình các bác. Vừa rồi đó là một cái video báo giá một loạt những cái mẫu xe mới về, cũng như là những cái mẫu xe nổi bật trong cái phân khúc, từng phân khúc. Anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe tải nào thì vui lòng nhấc máy gọi điện cho em ngay qua cái số hotline là 0975 180 777 và 0981 188 765. Em là Trọng và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá chi tiết dòng xe Kia cũng như là Olin lần sau. Xin chào.